Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở bài số 3 rồi, đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở cái câu số 4. Đây chính là một câu hình học về đường tròn. Thì chúng ta chắc đã làm xong rồi, đúng không nào? Trong trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy với các bạn em nhé. Và chúc cho các em cuối năm nay thi tuyển sinh vào lớp 10 thì đậu vào những cái trường công lập và chất lượng và theo cái nguyện vọng của mình. Cố lên các em. Bây giờ không phải chơi bời lêu lỏng hay là chơi game đùa gì cả các em nhé, mà chúng ta phải tập trung hết sức, tại vì giai đoạn này chỉ còn có 3 tháng nữa là chúng ta đã thi rồi. Mà không biết là các bạn ở Hà Nội, còn số tỉnh thì cái môn thứ tư thì chắc là chưa biết á. Thường nó rơi vào các cái môn mà người ta đã cho sẵn, lý hóa hay sinh, sử địa gì đó, chúng ta xem cái lịch mà người ta khi nào cho, chúng ta cố gắng tập trung nha, ôn cho nó đầy đủ chính xác. Ta đi sang câu số 4, thầy đọc đề vẽ hình cho các em. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB và điểm M bất kỳ trên cái đường tròn M khác A và B. Như vậy thì cái bước này thầy sẽ vẽ trước. Ở đây người ta nói là cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Như vậy thì cho đường nửa đường tròn, nửa đường tròn. Giả sử như ở đây thầy sẽ vẽ nửa đường tròn, đường kính ở đây là 6 đi. Như vậy đây là A, ở đây là B, đường kính này. Như vậy tâm O nó sẽ là 3 ở đây, đúng chưa? Như vậy đây chính là A này, đây B này, đường kính AB này, đây là tâm O. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình. Cho thầy bạn này cầm ba, cầm ba phải cho cái thư giãn xíu đi em, đừng căng thẳng quá, bình tĩnh đi. Làm gì cũng vậy, căng thẳng quá mức rồi nó sẽ dẫn tới cái việc là tự kỷ, rồi sợ quá mức nó cũng sẽ cũng không tốt đâu. Biết rằng thì phải cố gắng, cũng sợ chứ sao không sợ, đúng không? Ai em sợ hồi thầy đi thi cũng sợ chứ, rung chết chứ sao không rung. Nhưng mà mình rung mình lo lắng quá mức thì khi đó mất bình tĩnh thì mọi việc nó cũng không hay ho gì. Mà mình cũng nên chấp nhận đường nào cũng phải tới kỳ thi đó, và mình phải chấp nhận nó, các em hiểu chưa nào? Để mình cố gắng nhé. Thầy ngoài cho em trải qua biết bao nhiêu kỳ thi ha. Rồi, thấy rõ chưa nào? Như này được chưa? Và điểm M bất kỳ trên nửa đường tròn M khác AB, nghĩa là trên nửa đường tròn này chúng ta sẽ lấy M, một cái điểm M bất kỳ, nhưng mà đừng lấy trùng với điểm A và điểm B. Ta có thể lấy ở đây, ở đây, ở đây hoặc ở đây, chứ đừng lấy trùng hai điểm này lại được. Các em hiểu ý thầy nói không nào? Sự như thầy lấy ở đây đi. Rồi, thử người ta đọc đề tiếp theo, người ta sẽ vẽ tiếp này. Trên nửa mặt phẳng bờ AB, cái bờ AB này, trước nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến AX, kẻ tiếp tuyến AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB này, trước nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến AX, mà A ở đây. Như vậy tiếp tuyến AX là đây, đây nghe. Đây, đây chính là tiếp tuyến AX. Tia BM cắt AX tại Y. Đây, tia BM cắt AX tại Y. Thấy chưa nào? Như vậy ở đây là Y nè. Đó, nhìn ở đây nè. Tia phân giác của góc IAM, IAM à, tia phân giác IAM. Bây giờ thầy kỹ góc IAM trước. Đây, như vậy thì tia phân giác này của góc IAM cắt nửa đường tròn tại Y. Như vậy nó cắt nửa đường tròn này, cái tia phân giác của nó này, đây nè. Tia phân giác là tia nằm giữa và chia góc này thành hai góc nhỏ bằng nhau. Đây, đúng không? Cắt nửa đường tròn ở đây là tại Y. Ok,
và cách tia BM tại F, như vậy thằng này sẽ là F. Tia BE, đây tia BE, cách tia AX tại H. BE này, cách AX tại H và cách AM tại K, đúng không? Như vậy thì đây sẽ là gì? Cách AM là tại K và đây sẽ là H, đúng không nhỉ? Đúng như theo cái đề bài chưa? Ở đây người ta yêu cầu như này, ở đây người ta yêu cầu các em là chứng minh rằng là AEM là tứ giác nội tiếp. AEMB, đây AE, đó nè, cẩn thận, AEM này, B là tứ giác nội tiếp và cái anh AI bằng gì? IM nhân với lại MB. Rồi, như vậy thì bây giờ thầy sẽ giải quyết cho các em ở câu 1 trước. Gọi là câu A đấy. Bây giờ chứng minh thằng này là tứ giác nội tiếp trước. Được không? Rồi, tất cả nhìn trên hình thầy hướng dẫn tại sao cái tứ giác AEM, các em ha, AEMB là tứ giác nội tiếp nha. Các em nhìn nè, đầu tiên giả sử như góc M ở đây thì các em nói nó bằng bao nhiêu độ này? Cái góc M ở đây sẽ bằng là 90 độ. Tại sao? Tại vì góc AMB đây chính là góc nội tiếp, đúng không? Góc nội tiếp đã được học rồi, đây chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, chứng tỏ bằng 90 độ. Tương tự như vậy, cái góc này AEB đây chính cũng là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên sẽ bằng 90 độ. Mà cái tứ giác AEMB nó sẽ có hai góc, góc E ở đây bằng góc M ở đây và bằng 90 độ, nên ta suy ra cái tứ giác AEMB sẽ là tứ giác nội tiếp. Vậy thôi. Được nè. Chúng ta lập luận thầy ở đây là vì cái góc AMB là cái góc, hồi nãy tiếp tiến chỗ đây thầy quên ký hiệu vuông góc em nha, chỗ đây vuông góc, vì AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, nên từ đây chúng ta suy ra cái góc AMB sẽ bằng 90 độ. Tương tự như vậy, ta lập luận đối góc E ở đây, vì cái góc AEB không là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, từ đây ta suy ra góc AEB cũng sẽ bằng 90 độ, được chưa nào? Như vậy từ đó chúng ta suy ra hai góc này bằng nhau, AMB sẽ bằng góc AEB sẽ bằng 90 độ, nên từ đó chúng ta suy ra cái tứ giác AEMB là tứ giác nội tiếp. Được chưa? Là tứ giác nội tiếp vì hai góc này nó bằng nhau. Đây chính là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, để chứng minh được thì anh đây, em nhìn hình này. AI bình phương sẽ bằng IM nhân MB. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái hệ thức lượng trong tam giác vuông, đó chính là trong tam giác vuông này các em. IAB, IAB vuông tại A, tại vì AX này là tia là cái gì các em, là cái tiếp tuyến của cái nửa đường tròn này tại A, chứng tỏ tam giác IAB này là tam giác vuông tại A, có đúng như này đó, nghĩa là cái anh AX sẽ vuông góc AB. Mà cái góc, trong khi đó cái góc M này chúng ta đã chứng minh ở trên là bằng 90 độ, nên từ đó chúng ta suy ra cái tam giác IAB vuông tại A và đồng thời AM này này. Các em nhìn này, AM này đó chính là cái đường cao của tam giác vuông IAB. Các em hiểu không nào?
AM này chính, tại vì nó hồi nãy chúng ta đã chứng minh cái góc này nó chính là góc nội tiếp, đúng không? Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên góc này sẽ bằng 90 độ, mà 90 độ thì chứng tỏ AM này đó chính là đường cao của tam giác vuông IAB. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái hệ thức lượng trong tam giác vuông IAB thì chúng ta sẽ có là gì em? AI bình phương sẽ bằng IM nhân cho MB. Xong. Để thôi, ta lập luận như thế thôi nha. Rồi. Ta có cái ý thứ hai em. AX là tiếp tuyến, tại của cái đường tròn tâm O. Từ đây chúng ta suy ra AX sẽ vuông góc với AB. Được chưa? Mà cái góc AMB bằng 90 độ chứng minh trên đó, chứng minh ở trên đây chúng ta lập luận rồi. Đúng không? Nên từ đây chúng ta lại suy ra cái tam giác ABI là cái tam giác vuông tại đâu? Tại A, và có cái đường cao AM. Nên chúng ta áp dụng cái hệ thức lượng vào trong tam giác vuông thì chúng ta có là AI bình phương sẽ bằng IM nhân cho MB. Được chưa? Điều phải chứng minh này. Đây phải điều phải chứng minh này. Xong. Như vậy là xong câu số 1 ạ. Được không ạ? Được chưa nào? Xong câu số 1. Ta hiểu không? Không đơn giản có đâu khó hiểu đúng không em? Tiếp tục em. Chúng ta sẽ nhìn vào hình tiếp nè. Người ta yêu cầu các em chứng minh cái BAF. BAF thấy tam giác BAF không? BAF là tam giác cong. Thì để chứng minh nó là tam giác cong ấy thì chúng ta nghĩ ngay nó có những cái trường hợp để các em chứng minh tam giác cong. Thứ nhất á là các em có thể chứng minh hai cạnh bên nó bằng nhau, ví dụ cạnh BA bằng cạnh BS chẳng hạn. Hai cạnh bên bằng nhau. Hoặc là hai góc ở đấy bằng nhau, chúng ta có thể chứng minh góc góc F ở đây sẽ bằng góc A ở đây. Là trường hợp thứ hai. Còn một trường hợp nữa mà chúng ta cũng rất là hay sử dụng, đó chính là các em chứng minh giùm thầy cái anh BE nó là vừa là đường gì các em? Vừa đường trung tuyến, vừa là đường phân giác, vừa là đường cao, thì tam giác BAE cũng sẽ là tam giác cong. Thì có ba tình huống như vậy xảy ra khi để mà chứng minh một tam giác cong. Thì đối với trường hợp này thì theo em thì chúng ta vận dụng kiến thức nào để các em chứng minh trường hợp 1 hay trường hợp 2 hay trường hợp 3. Bạn nào biết nào? Bạn nào nào biết nào? Bạn nào đã làm rồi nào? Rồi, để nhanh cho khỏi tốn thời gian của thầy và trò thì thầy cũng sẽ nói luôn. Đó chính là chúng ta sẽ vận dụng vào cái trường hợp 3, đó chính là thầy sẽ chứng minh cái anh BE này nó là vừa là đường cao và vừa là đường phân giác, để từ đó chúng ta suy ra cái tam giác BAF này sẽ là tam giác cong tại B. Được chưa nào? Và các em nhìn giùm thầy trên hình thầy sẽ hướng dẫn này. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy ngay BE nó chính là đường cao. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy chúng ta đã chứng minh được cái góc AEB, nghĩa là góc này là góc vuông. Thì từ đó chúng ta suy ra cái anh BE này sẽ vuông góc với anh AF tại E. Chứ từ đó chúng ta suy ra BE này sẽ là đường đường cao. Cái đường cao thì ai cũng thấy rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tại sao nó là cái đường phân giác của góc này. Để chứng minh đường phân giác của góc này thì chúng ta sẽ chứng minh thầy hai góc này bằng nhau. Đó. Hai góc này bằng nhau. Đúng không? Hai góc này bằng nhau thì chúng ta mới suy ra được BE này nó là đường phân giác, chứ đường cao thì dễ rồi. Em có hiểu không? Đó. Mà để chứng minh được hai góc này bằng nhau á thì các em nhìn nè, đó chính là hai cái góc này nó chắn hai cái cung. Đó chính là cái cung AE và cung EM này. Tại vì góc này này, nhìn này, cái góc ở phía trên này nó sẽ chắn cái cung EM, và góc phía dưới này nó sẽ chắn cái cung AE. Hai cung này như nào với nhau các em? Hai cung này là hai cung bằng nhau, nghĩa là cung AE sẽ bằng cung FE. Thầy nói AE bằng cung ME, thầy nãy thầy đọc nhầm nhé. Nhưng cung này bằng cung này thì hai góc này sẽ bằng nhau. Kiếm hiểu không? Mà hai cái cung này á, hai cung này thì các em thấy hai cái góc nội tiếp nào nó chắn này? Em, đó chính là cái góc A, B, H.
Và gì? Và thì khác A, B, H thì là trắng cái cung này. Cũng như tương ứng là H, B, Y là trắng cái cung này. Cứ đúng nè. Đấy. Mà đồng thời chúng ta có hôm nãy á, trên đề bài cái anh AF này là cái tia gì? Tia phân giác của góc A đây. Tia phân giác. Đúng không? Của cái góc IAM. Nên từ đó chúng ta suy ra hai góc này bằng nhau này. Góc này sẽ bằng với góc này. Tại vì cái anh AF AF là cái tia phân giác của cái góc IAM nên hai góc nhỏ của nó bằng nhau. Em hiểu không? Hai góc nhỏ đây bằng nhau nên từ đó chúng ta suy ra cái cung gì? Các em. Cái cung AE sẽ bằng với cung gì? EM. Mà hai góc này là hai góc nội tiếp chắn hai cung này, mà hai cung này bằng nhau nên từ đây chúng ta suy ra hai góc này cũng sẽ bằng nhau. Hai góc này bằng nhau nên từ đây chúng ta suy ra cái góc B, thể loại cái tia BE sẽ là tia phân giác của cái góc lớn ABEF. Từ đó chúng ta suy ra cái anh BE này là vừa đường cao vừa là phân giác nên cái tam giác BAF này sẽ là tam giác cân tại B. Hiểu chưa? Ok, thì thầy đã hướng dẫn rồi nên thầy sẽ trình bày cho các em để các em đọc và dễ hiểu nha. Được nào. Ta có này. Đầu tiên cái góc IAF chúng ta nhìn ở trên hình giùm thầy nha. Chứ bây giờ vừa quay hình mà vừa quay ghi này rất là khó nha. Là cái góc tạo bởi tia tiếp tuyến và cái dây cung nó trắng à, cái cung AE trắng cung AE đó nè. Đấy. Và đồng thời chúng ta có là cái anh FAM là góc nội tiếp nó trắng cái cung EM đó, lại có gì? Cái anh AF là cái tia phân giác của cái góc IAM, nên từ đây chúng ta suy ra cái anh IAF hai góc đấy nó sẽ bằng nhau em, FAM. Nên từ đây chúng ta suy ra cái góc, tại loại suy ra cái cung AE sẽ bằng cung EM. Mà cái góc ABH và HBI là trắng thôi, là hai góc nội tiếp, là hai góc nội tiếp nó trắng hai cung ở phía trên, hai cung này bằng nhau tiếp lần lượt trắng cái cung AE và EM. Đúng nào, nên từ đây chúng ta suy ra gì em, cái góc ABH sẽ bằng với góc HBI, nên từ đây chúng ta suy ra BE là cái đường phân giác của cái tam giác BAF. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó đường cao nữa là xong. Ta có là cái anh gì nè, cái góc AEB hồi nãy chúng ta đã biết là bằng 90 độ, chứng minh trên ha, nó chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Từ đây chúng ta suy ra cái BE sẽ vuông góc với AF. Từ đây chúng ta suy ra cái anh BE là đường cao của cái tam giác BAF. Ta có đây là một ấy, ở đây là hai, từ 1 và 2 nghe, từ hai điều kiện này này, từ đây chúng ta suy ra cái tam giác BAF cân tại B đều phải chứng minh xong. Câu B nha. Đó. Được chưa? Rồi chúng ta xem thế nào. Ta tiếp tục đi ở cái bài số 3 nhé.
Câu số 3. Rồi. Câu số 3 các em, người ta yêu cầu như này. Chứng minh kia tứ giác AKFH là hình thoi. AK AKFH là hình thoi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nối AKFH này. Đúng không? Như vậy thì để chứng minh cái tứ giác AKFH là hình thoi á, thì thông thường chúng ta sẽ chứng minh để mà chứng minh nó hình thoi á, thì chúng ta chứng minh các cái cạnh, bốn cái cạnh tương ứng của nó bằng nhau. AK bằng KF bằng FH và bằng HA. Cái đúng nè. Như vậy thì chúng ta có này, em nhìn này thầy chứng minh cho em xem nhé. Như vậy theo ở cái câu số 2, nghĩa là câu B đấy, ta đã chứng minh cái tam giác ABF. ABF là tam giác gì? Nó chính là tam giác cân. Đúng không? Là tam giác cân tại B. Nên từ đó chúng ta suy ra cái anh BE, hồi nãy chúng ta chứng minh nó là đường cao rồi. BE là đường cao và vừa là đường phân giác, nên BE này nó cũng sẽ vừa là đường trung trực. BE này nó cũng sẽ vừa là đường trung trực của anh gì? Của anh AF, của đoạn thẳng AF. Nghĩa là BE là đường trung trực của cái anh AF. Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra cái anh gì em? Cái anh A, AK sẽ bằng với KF. Và đồng thời AH cũng sẽ bằng với HF. Em hiểu không? Rồi BE là đường trung trực. Mà những cái anh này nằm trên trên đường trung trực, nên là theo tính chất của đường trung trực thì ví dụ điểm K với điểm H nằm trên đường trung trực thì nó sẽ cách đều hai đầu múc nè. Nhưng mà KF sẽ bằng KA, HA sẽ bằng HF, vậy thôi. Là một. Em có hiểu chưa? Được chưa? Mặt khác chúng ta có này. Cái anh AF là cái tia phân giác của góc A này. Và đồng thời chúng ta có cái anh BE thì lại vuông góc với lại AF. Nên từ đó chúng ta suy ra cái tam giác tam giác này em, AHK, nó có AE vừa là đường cao và vừa là đường phân giác. Nên từ đó chúng ta suy ra cái gì? Suy ra cái tam giác AHK nó không sẽ cân tại đâu? Cân tại A. Cân tại A nên chúng ta từ đó chúng ta suy ra AH sẽ bằng với AK. Đó, hồi nãy chúng ta có là AK thì bằng với KF, rồi AH thì bằng với HF, mà bây giờ chúng ta chứng minh được AH sẽ bằng với AK thì chứng tỏ bốn cái đoạn này nó sẽ bằng nhau tương ứng đôi một. Nên từ đó chúng ta suy ra tứ giác này lại sẽ là hình thoi. Hiểu chưa? Rồi, câu số 3. Câu C đấy. Bây giờ thầy lập luận cho em xem nha. Ta có nè. Cái tam giác BAF cân tại đâu? Cân tại B. Cái đúng nè, cân tại B. BE là cái đường cao. Nên từ đây chúng ta suy ra BE là cái đường trung trực của gì? Của AF. Mà H với lại K thì nó lại thuộc cái đường trung trực BE. BE. Từ đây chúng ta suy ra cái anh AK sẽ bằng KF. Và đồng thời AH thì sẽ bằng HF. Ta ký hiệu thầy đây là 3. Được chưa? 3. Đó. Rồi. Tiếp tục em. Mà AF là cái tia phân giác của góc IAM. Và đồng thời chúng ta có BE nó vuông góc AF. Đó nè. Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác AHK có AE vừa là đường cao. Phải vừa là cái đường phân giác. Từ đây chúng ta suy ra cái tam giác AHK cân tại đâu? Cân tại A. Mà khi nó cân tại A thì hai cạnh bên nó sẽ bằng nhau.
là cái anh AH nó sẽ bằng với AK. Ta ký hiệu đây là 4. Em hiểu nào? AH bằng AK thì chứng tỏ KF này cũng sẽ bằng với HF. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có là từ 3 và 4. Thì chúng ta suy ra AK bằng KF bằng AH và bằng với HF. Từ đây chúng ta suy ra cái tứ giác AKFH là hình thoi, đều phải chứng minh xong. Thấy chưa nào? Những cái tính chất của các hình chúng ta phải nắm. Đây, thầy sẽ quay lại một lần nữa để chúng ta sẽ nắm câu số 4. Khá là dài và khá là hay nha. Nói chung học môn hình mà các em hiểu, mà các em biết chứng minh đó mà ra thì các em thấy hay lắm. Nhưng mà không biết thì thấy nó dở lắm. Thậm chí là không muốn nhìn, không muốn đọc đề của bài hình luôn. Thấy là phát chán, phát ngán. Nói trời ơi, đường tròn thì nó khó kinh khủng. Mà nhờ khó thì cũng không thể bỏ qua em. Tại vì trong một cái đề toán thì lúc nào môn hình nó chiếm từ 3 đến 4 điểm. Có đề thì 3 điểm, có đề thì 3 điểm rưỡi, có đề thì 4 điểm. Còn lại đại, mà chưa chắc đại đã đúng hết. Đại đúng hết thì cho hết đáp là được 7 điểm. Mà đúng sao hết được em? Không hết được đâu. Nên cố gắng phải học thêm môn hình này nha. Rồi, chúc em học tốt. Bye bye. Trong clip sau thầy sẽ làm cho em ở câu số 5 nha. Bye bye các em.